phát nhé. Đấy, đừng đừng cầm tay ở đấy nó che. Đấy. Giới thiệu mọi người, đây là máy phun tưới xịt rửa lai ra máy máy phát cỏ. Máy phát cỏ đeo lưng. Đây là mình lắp ra sẵn rồi. Nó chỉ tháo cái từ cái cổ chụp ra là lắp lai cái đầu áp lực này vào là ok. Máy này thì nó có cả chức năng phát cỏ này, rẫy cỏ này, xới đất, nhưng mà máy gọi là máy sạc cỏ đa năng. Thử chức năng phun nước nhé, phun tưới nước. Bật công tắc. Không phải đâu, ga nhiều quá không. Chưa có phải ga nhiều quá. Đây không ạ? Cái gì trong? Xem có nước đây không? Đây là nguồn nước vào, đây là đầu nước xả ra. Đây là máy sạc cỏ, máy sạc cỏ đeo lưng của Honda. Chức năng phát cỏ này, rẫy cỏ, xới đất. Đây là cái chức năng phun tưới xịt rửa của nó. Đây là cái đầu hồi này, dây hồi nước, hồi đấy, nước gọi là nước thừa, nước hồi lại của lúc. Còn đây là cái đầu hút của nó này, đầu cấp nước này. Đây là đầu ra này, nước ra này. Còn đây là cái tăng chỉnh áp của nó, ngược chiều kim đồng hồ thì là giảm áp, thuận chiều kim đồng hồ tăng áp lên. À, nó tận dụng cái sức quay của cái trục của cái máy này, của cái máy sạc cỏ này, để nó lai ra chức năng phun tưới. Khi ga lên thì cái côn, bát côn nó sẽ mở ra này, mở ra nó bám vào cái bát côn này,
cái má côn nó sẽ bám vào bát côn này, nó truyền chuyển động qua cái đầu nén này, tiết kiệm chi phí hợp lý. Ai mà có cái máy phát cỏ, máy sạc cỏ mà có cái chân có chân và bắt bốn ốc này vào rồi ấy, thì mua nguyên cái đầu nén này thôi, nguyên đầu nén về là lai ra là ok, không phát cỏ nữa mình lại đi bơm nước phun thuốc. Rất đơn giản gọn nhẹ. Lắp ráp nhanh, không làm nữa thì tháo ra lại đi phát cỏ, rẫy cỏ mình chăm sóc cây ăn quả bình thường. Cái này nó sẽ có thể đẩy được tầm là 5-70 mét, phun quanh vườn khoảng cách tầm 5-70 mét mà nó di chuyển máy được, nên là dây chỉ cần tầm 50 mét thôi. Đầu vòi này thì có thể tăng chỉnh được, vừa rửa xe được, vừa xịt rửa được. Ép vào ngược chiều kim đồng hồ thì là để rửa xe. Thuận chiều kim đồng hồ để ép, để vừa phun tơi để phun. Dây này 20 mét. Được đấy anh ạ. Việc bỏ ra về ráp lại là ok. Rồi. Em cho thêm cái ấy vào đây để về anh tiêu bắt lại cho kín, cho thêm mấy mét tiêu nữa. Rồi. Cái này là để cho cái nước hồi hết thì nó ra đây. Vâng. Nước hồi về anh hồi luôn vào cái thùng mà hút. Đúng rồi. Dùng xăng A95 anh nhé, xăng trắng A95. Khỏe phết đi chứ nhờ, nó đẩy về được tầm 7-8 mét đấy. Đây, xăng tận bên đường bên kia. Phun tưới thoải mái. Em tháo này thôi. Xem cái vặn đây với cả cái, cho anh một cái này, cái này nó lại phải là cái cắt này. Đấy, vào đây rồi. Được. Rồi. Cái này nó cứ mòn cái đầu này đi xong lại cắt nó đi. Mòn cái đầu mình vặn nó tròn rồi mình lại cắt đi tí. Cho dò đi tí. Vâng. Mài đi. Cái vặn cái này là cái đây bao nhiêu đấy? 16. Để cả thế thôi nhỉ? Sao nó ưa đâu? Này. Tuyển thằng tiêu. Cái này mà là không cái nếu mà lấy cái 2 kỳ được, 2 kỳ thì nó rẻ hơn. Lắp cái máy 2 kỳ cái chân này nó vừa là nó cũng được. Nhưng mà cái máy 2 kỳ thường là cái chỗ này thì nó lại bé hơn đúng không? Nếu mà máy Nhật thì là ít cái mà nó lắp thế. Cái dòng liên doanh hoặc dòng máy tàu thì nó mới có cái chân như này. Rồi. Máy Nhật thì ít. Có nhưng mà ít. Nhật bãi, không phải máy Nhật thì Nhật bãi. Cái này bãi. Là Honda này là của Việt Nam hay của nước nào? Nhật Honda Thái. Thái Lan. Thế thôi cứ gùi lên vừa đắp khác lên vườn là đặt chỗ nào đấy mà. Bơm. Cái này lúc sử dụng về để chế cái bệ. Vâng. Anh xem cái nhà ông kia ông để kiểu gì về học theo ông ấy. Không, ông kia ông có phun mấy đâu, ông kia ông về ông thỉnh thoảng ông phun, ông cũng như thầy thôi. Vâng. Ông gọi ông có cái giá bé bé. Tóm lại nó mà rung thì nó vẫn di chuyển được. Cho vào cái hộp. Hộp nào nhỉ? Hút cola. Vừa về hút cơ la đây 20.